Quốc Thái và Thanh Huyền xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Sống Khỏe. Ngứa là một dị ứng gây khó chịu ở trên da, và những cái tác nhân gây ngứa thì bao gồm là dị ứng, mồ hôi da, da bị bẩn, da bị khô, da bị phát ban, và thậm chí là tác dụng phụ của các loại thuốc mà khi chúng ta bị dị ứng chúng ta uống đó Thái. Tuy nhiên khi bị ngứa thì chúng ta đừng gãi quá nhiều, bởi vì như vậy thì sẽ làm chảy xước ở trên da và sẽ khiến da của chúng ta bị bỏng rát đó. Và mẹo vặt đầu tiên thì chúng ta sẽ dùng dầu dừa và lông não. Khi mà da chúng ta bị khô quá thì nó sẽ gây ra ngứa, nhất là vào mùa đông. Và một cái mẹo vặt đơn giản là chúng ta dùng tinh chất dầu dừa massage lên chỗ ngứa thì lập tức cái triệu chứng ngứa sẽ giảm ngay. Hoặc là nếu để tăng hiệu quả thì chúng ta sẽ dùng lông não nghiền thành bột rồi đó. Thì chúng ta mới pha với lại dầu dừa massage lên vùng da bị ngứa thì triệu chứng ngứa cũng sẽ giảm ngay. Thái biết không, có một cái cách nữa rất là hay, đó chính là chúng ta dùng lá húng quế và mật ong để làm giảm cơn ngứa. Bởi vì là lá húng quế và mật ong thì hai cái hòa vào nhau rất là tốt. Lá húng quế có một cái đặc tính, đó là đặc tính sát trùng. Chính vì vậy mà chúng ta nghiền lá húng quế và trộn với mật ong tạo ra được một cái chất lỏng sền sệt, thì khi chúng ta bôi cái chất lỏng đó trên da thì sẽ làm hết cơn ngứa, và đặc biệt là giảm cả những cái cơn ngứa vô cùng dữ dội nữa. Và thêm một cách rất là đơn giản và dễ tìm, đó là chúng ta dùng chanh và mật ong. Vì chanh có tính axit cho nên là có thể sát trùng cũng như là chữa ngứa rất là hiệu quả. Chúng ta bổ đôi quả chanh và chà sát lên vùng da bị ngứa. Thì cái cách này á, ban đầu thì sẽ làm cho phần da bị ngứa nó bị bỏng rát. Tuy nhiên là triệu chứng ngứa sẽ giảm ngay lập tức, dịu nhẹ đi. Hoặc là chúng ta vắt một ít nước chanh pha với lại mật ong và thoa lên vùng da bị ngứa thì triệu chứng ngứa cũng giảm đáng kể. Và theo các chuyên gia thì không có gì hiệu quả hơn là các cái bài thuốc tự nhiên để điều trị ngứa. Chính vì vậy mà quý vị và các bạn hãy chịu khó tìm ở trong nhà bếp của mình, sẽ có rất nhiều những cái thực phẩm giúp chúng ta trị ngứa rất là hữu hiệu đấy.